Trending video. Thi thố cái gì vậy đó? Ông chủ sao? Ông chủ về từ hồi nào vậy hả? Ủa sao ông chủ gọi cho cô Gia La nói là không tới đây chứ? Ở trước cửa cũng không thấy xe của ông chủ luôn vậy. Nếu tôi đậu xe ở trước cửa thì làm sao tôi biết được mấy người mà tôi nuôi á là đi lừa tôi như vậy? Ôi! Gia La! Ông chủ ơi! Lại đây! Mau lại đi! Ông chủ ơi! Ông chủ ơi! Bình tĩnh đi! Ông chủ! Cô vui lắm có đúng không? Chuyện đi thi qua khôi cho tụi đàn ông coi đó. Ông chủ ơi đừng mà ông chủ. Mày đừng có xen vô. Bà ta đi ạ. Nói với cô rồi, không được đi chơi bời đàn đúm mà. Tôi không có đi chơi bời. Cô có chắc là không đàn đúng không? Thì nhìn cô khoe mông cho bọn đàn ông coi. Cô nói làm sao với tôi? Nói làm sao với tôi đây? Tôi chỉ đụng vô người cô có một chút thôi mà cô làm mình làm ấy như muốn chết rồi. Còn giờ cô giỏi dữ lắm, vui vẻ ha. Cô muốn có chồng mới rồi đúng không? Không, tôi không hề nghĩ như vậy. Tôi đã từng nói với cô rồi, loại người như tôi không thích bị ai coi thường. Nếu cô muốn có chồng mới thì cô hãy chờ tôi chán trước đi đã. Nếu tôi không chán thì tôi cũng không cho ai. Nếu tôi dứt bỏ cô thì cũng có nghĩa là cô đã nát bấy rồi. Tôi cũng muốn biết là nếu mà cô nát bét trời thì ơi, thằng nào nó sẽ lấy cô về làm vợ. Ông chủ đừng có xen vô. Đừng mà. Làm đi, làm luôn đi, làm cho nát mặt tôi luôn đi, làm cả người tôi nát bét luôn đi, vậy càng tốt. Ông không cần phải dây dưa với tôi, tôi cũng không cần phải chịu đựng bàn tay bẩn thỉu của ông đụng vào người tôi nữa. Mà tốt nhất là ông lấy dao giết chết tôi luôn đi, tôi sẽ không phải chịu đựng cuộc sống nhục nhã này nữa. Làm đi, làm luôn đi, làm nhanh lên, làm đi. Cô đang thách tôi đó hả? Phải. Không đâu, nếu tôi làm cô sẽ thấy hạnh phúc nên tôi sẽ không làm. Tôi đã cố tình lừa ba của cô hết 5 triệu để đem cô về nhà này mua vui cho tôi. Giờ tôi đổi ý rồi, tôi muốn cô phải chịu hành hạ đau khổ, có vậy tôi sẽ thấy vui hơn rất nhiều. Qua đây cho cô biết tay. Cô nhìn tôi đó hả? Nhìn tôi nè. Ông chủ ơi đừng mà. Ông nhìn chủ nè. Ông chủ nhìn ơi nè. Nhìn nè. Sao hả? Nhìn nè. Ông chủ. Nhìn nè. Ông chủ ơi. Ông chủ ơi. Sao hả? Có một ngày nếu tôi có thể thì tôi sẽ giết chết ông. Không có ngày đó đâu. Mơ đi. Cô quên rồi hả? Giấy tờ mà ba của cô đã lừa nhà máy của tôi còn ở chỗ của tôi nè. Nếu cô có ý định làm gì tôi thì ngươi phải chết, không phải là cô mà là ba của cô đó. Không thì cũng mẹ cô, ba cũng có thể. Là thằng em trai, thằng em trai cô sẽ phải chết đầu tiên đó, cô hiểu chưa? Vì nó dám đánh vô miệng của tôi. Hãy
Cô Gia La, xin đừng làm hại gì gia đình tôi. Tôi cầu xin ông đó. Cô biết rồi đó hả? Cô biết mình đã làm gì rồi hả? Cô khắc vô đầu của cô giùm đi. Cô phải lấy lòng tôi, làm cho tôi vui vẻ. Cô đừng có nói là tôi không nhắc nhở cô. Nhớ cho kỹ đó. Nhớ cho kỹ. Ai vậy? Sao lại gọi lúc này chứ? Mẹ kiếp. À dạ dạ alo. Dạ nghe. À dạ. À tiện lắm. À dạ. Dạ. Dạ được thôi, để tôi làm cho. Anh ta gọi cho mình không phải là vì nhớ mình, mà chỉ là muốn mình trả tiền lần này mai cho cô đó. Trời ơi. À, cô Trà La, cô Trà La ơi. Cô ơi. Trời ơi. Được rồi, không sao đâu cô Trà La. Không sao đâu. Con gái của tổ trưởng càng ngày càng không có tôn trọng tao. Lần này nó làm gì vậy? Trốn đi thi qua khôi chứ gì. Mai là con mụ già đã báo tin cho tao nên tao mới biết đó. Không thì ngu như con bò vậy. Thấy như vậy mà không phải là dặn dừa đâu mày. Làm như mình ngoan ngoãn, yêu thương ba mẹ lắm. Thật ra thì đánh đá mù mù. Vậy ông chủ tính làm gì? Định trả nó về cho ba mẹ nó hả? Trời, bộ điên hả? Làm gì có chuyện đó mày. Nó vẫn còn trẻ, vẫn còn ngon lành lắm mày. Tao chỉ định đem về chơi đùa cho đã thôi. Nhưng mà ai ngờ tốn kém tiền bạc thời gian mà nó vẫn không tôn trọng tao. Vậy tao nuôi nó làm cái gì nữa? Nếu vậy thì ông chủ tính bỏ hơn là giữ lại, có đúng vậy không? Tao không có cho mày đâu. Tao là chủ. Nếu tao bỏ nó thì phải có giá bù đắp. Mày có muốn mua nó lại không? Đi.